Chào mọi người đã đến với kênh Yêu Cây. Thì ở đây mình có một cái nhánh trầu bà lá lỗ nha mọi người. Thì mình thấy một số người ta kêu bằng cây trường sinh nữa mọi người, thường trồng trang trí trong nhà, lọc không khí này kia thôi. Cũng khá là đẹp nha mọi người. Thì mình được bạn của mình tặng cho một nhánh cũng khá dài, vì mình giữ cái đọt để mình làm lếp. Còn cái phần thân nó mình đem đi dâm rồi mọi người. Phần thân thì nó không có rễ nên mình nghĩ nó sẽ phát triển chậm hơn. Thì mình sẽ tiến hành trồng vào giá thể là trấu, mụn dừa trộn với phân hữu cơ nha mọi người. Thì mình dâm cái phần gốc vào như thế này là được. Những cái giống trầu bà thì rất là dễ trồng mọi người, chỉ cần dâm là nó sẽ sống thôi. Thì mình sẽ tiếp tục quan sát trong thời gian tới nha mọi người. Thì chào mọi người, đây là cây trầu bà lá lỗ của mình sau chắc cũng hơn 4 tháng rồi mọi người. Cây nó bắt đầu phát triển và nó đi ngọn khá là dài rồi, lá cũng ra rất là to rồi, nhìn cũng đẹp lắm mọi người. Nhưng mà cây này không thích hợp cho những bạn có triệu chứng sợ lỗ nha, nó có lỗ rất là nhiều. Đó là một dạng đột biến lá mọi người, mình không nhớ tên đột biến nữa, nhưng mà nó là một dạng đột biến, nó sẽ làm lá nó có lỗ như này. Rất nhiều giống kiểng lá nó bị cái dòng đột biến đó mọi người, thành ra nó lại đẹp, đẹp hơn là cái cây nguyên thủy là lá nó bình thường. Thì mình treo ra nắng để mình quay phim cho nó rõ mọi người, chứ bình thường mình sẽ phải trồng trong mát nha mọi người. Cây này mà nó bị ra nắng là nó bị cháy lá, nên mình phải trồng trong không gian mát. Cây thì thích hợp trồng trong nhà để lọc không khí rồi mọi người, chung là không gian quán mình cũng nên tạo một vài cây như thế này. Thì cái đó là cái đọt mọi người, nó phát triển chậm hơn cái phần thân nha mọi người. Phần thân mình dâm ra, đợt mình cắt được ra 3 khúc thì mình lấy cái lọt, cái đọt mình đi làm lếp. Nhưng mà cuối cùng cái phần thân nó lại phát triển mạnh hơn. Phần thân mình nó đi ngọn xa rồi mình cắt, mình nhân giống được mấy chậu nữa lận. Đây là cây monster nha mọi người, mình cũng đang làm lếp về cây này. Thì mình cũng xin kết thúc cái lếp trồng trầu bà tại đây nha mọi người. Thì mọi người có thắc mắc gì thì mọi người có thể comment ở dưới phần mô tả của video. Thì mình cũng có tạo một cái nhóm ở trên Facebook mọi người, nhóm của mình có tên là Yêu Cây Family. Nhóm mình mới có 50+ thành viên, nhưng thành viên cũng khá chất lượng nha mọi người, đa phần là kỹ sư nông nghiệp với bảo vệ thực vật không à. Nên mọi người tham gia nhóm mà có thắc mắc gì mình đăng lên mình hỏi, thì bạn bè của mình nếu trúng lĩnh vực nó đang làm thì nó có thể giới thiệu, nó có thể giải đáp cho mọi người. Với mình có một cái trang cũng là Yêu Cây BL, trang trên Facebook á mọi người. Thì mình ở trên đó mình đăng cái thông tin về những loài cây mà mình đang làm lếp, hoặc là kinh nghiệm trồng cây đồ này kia, mình cũng có đăng lên trên đó nhiều. Mọi người có thể like và theo dõi để ủng hộ mình nha. Bye bye.